Alo, chưa biết được. Ông ship sang rồi anh. Chào các bác nhá, em uống nước chè xong rồi lại đi về nhà thôi. Lại hỏng rồi. Đường đang tắc rất là đông, ra tắc rất là lâu. Chết rồi, đang bị tắc đường rồi các bác ơi. BOT quốc lộ 5 thất thủ rồi. Xe gì ô vào kia sao? Đi xuống xem nó có vui không nhỉ? Lại của anh em. Vui gì đi bẹ đi làm cái gì? Ra chạm đúng như xem tí. Nắm chuyện. Chắc em đưa rồi. Thì có quay đâu? Không phải nè. Quay ở đâu? Đường giao thông nó chỉ xem mình. Giao thông này huyện tỉnh này này. Vãn rồi, không tắt đâu. Mấy mà đứng đầu con cái công này chắc là con công này đứng lâu lắm. Mới dài. Alo. Ơi. Đang làm đây. Thôi chứ đừng hỏi nữa nhá, đang làm. Em đây anh ơi.
đang đứng ở trạm Giả Tiên ở chiều Hà Nội Hải Phòng. Ô lên đi. Bao tiền anh nhỉ? Em trắng đâu nhỉ? Em trắng kìa. Bao tiền? 20.000 bảo em nhá. Không hết tiền rồi, còn toàn tiền lẻ. Bình gì quá. Hai tờ. Nhìn chưa? Pin yếu mờ. Mờ đây nữa có thấy không? Mờ, pin yếu mờ không nhìn thấy. Đèn sáng. Em có người nghe không?
Nhân viên trạm hay sao? Hay công an rồi, đẹp trai thế. Biết anh không? Vợ đi sáng đi bán rau, toàn tiền này thôi anh ạ. Chú à? Thì bây giờ tiền đã chưa đủ. Thế mà thế thì thiếu cũng được đi à chú? Hả? Thiếu cũng được đi à? Thiếu đi mà em trả đủ đi mà đi. Trả đủ đâu? Thật chưa có anh ấy, anh ấy. Bây giờ tiền quá. Vợ đi bán rau toàn thế thì này. Mười con vợm nhéo. Anh thật chưa? Anh ơi, anh ơi. Bắt vợ đeo chưa? Thằng này thằng nào à? Tiền rồi. Bao tiền này? 39.500. Còn tiền có tiền 100 trả lại không anh? Có rồi. Còn tiền không ông ơi? Còn tiền. Có tiền lẻ tôi đi mượn 500 nữa hết rồi. Hết rồi. Để tìm thế nào? Chờ tí nhá, hết tiền rồi.
tờ 2.000 ở đâu tròi ra. Thế đủ anh à? Ừ. Đi chưa anh? Đấy, được anh xem vé. Vé cao quá nhỉ? 10.000 rồi, 40.000. Điện yếu mẹ tối cắm sạc để chỉnh cho nó thành công. Sạc cái lồn sạc quay video nó quay video muốn nhiều điện. Địt mẹ lấy viên gạch ném mẹ vào con xe này. Hết rồi. Chào tất cả nhà nhá. Anh em hôm nay lại lên trạm mà thu phí BOT quốc lộ 5 uống trà đá. Mình giả tiền lẻ phản đối ôn hòa bình thường thôi. Trạm này thật là vô lý. Trạm BOT quốc lộ 5 này quá vô lý. Chào Đỗ Văn Hưng nhá.